À, Bi đến rồi. Cậu có gì mà hớn hở thế? Cậu nhìn này. Oa, con bọ đẹp thế. Cậu tìm ở đâu đấy? Ở trong bụi cây. Tớ sẽ tìm được con bọ đẹp hơn cho cậu xem. Hơi bị khó đấy nhé. Ôi, mệt quá. Mãi không thấy bọ xinh đẹp đâu cả. Cố lên, không thể thua Bin được. Chú ý, chú ý. Đã giữa trưa, nắng gắt. Mọi người mau về nhà ăn uống nghỉ ngơi. Ở lâu ngoài trời sẽ bị ốm. Trời nắng lắm. Bo ơi, về đi Bo ơi. Á à, tên Bo kia thật cứng đầu. Hãy xem sức nóng của ta đây. Ui, sao mọi người thế nhỉ? Còn đau đầu nữa. Ôi, chảy nhiều mồ hôi quá. À, tìm thấy rồi. Ờ, nhưng sao mắt mình mờ thế? Sao bầu trời nhiều màu sắc thế? Tại sao tớ nằm ở đây? Bo đứng dưới nắng lâu quá nên bị say nắng rồi ngất đi đấy. Thảo nào tớ thấy mệt, đau đầu, mờ mắt. Đáng đời cậu, mặt trời đã nói thế mà vẫn cố tình dãi nắng cơ. Tớ phải bế cậu xuống dưới bóng râm này trong mát, kê chân cậu lên cao, rồi vừa quạt vừa xoa bóp cho cậu. Đúng là ba đầu sáu tay mà. Phòng ngủ có nước không? Tớ khát quá. Đây, uống từ từ thôi nhé. Tớ phải tìm bọ tiếp đây. Ối, ối. Tí thì ngã nhé. Ơ, mặt trời, sao cậu lại ở đây? Càng về chiều tớ càng xuống thấp. Nên ghé qua xem Bo đỡ chưa. Bo mới tỉnh dậy thì đừng vội đi lại, dễ mất thăng bằng lắm. Ừ, tớ nhớ rồi. Thôi cậu đi tiếp đi. Đứng gần cậu, tớ nóng quá. Hôm nay muộn rồi, phải về thôi. Mai mình nhất định sẽ tìm ra bọ cánh cứng. Cẩn thận đừng để say nắng nhé. Tớ mệt với Bo lắm rồi.